Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát, giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biện pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tôn. Nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát, nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 11 năm Quý Mão 2023, đệ tử cung đối Phật thiền thành tâm, đệ đầy hồng danh vạn Phật, nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện ứng trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp thị từ chứng minh giang hộ. Cuối xin các ban ngành ca cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xếp, giúp cho Phật sự dĩ dời và xây dựng bởi ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dễ khắp trời người cha, đành chung bốn đời quy nghi tròn một niềm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán ước kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng đẳng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, để châu bị đạo tràng mười phương, Phật báo hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chỉ tâm đánh đề ta mô thần ư không biện pháp, dư quả hiền vị lai thập phương chư Phật thốn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh đề nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thông qua giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn, Bồ Tát Linh Sơn Hội Tướng Phật Bồ Tát. Yeah.
tâm đến đề Nam Mô Thị Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chuyên đàn hải ngạn lương diệt danh lương gia vô tử màu lương bố ương và nói đất thanh lương chỉ tâm kim tương nhất chú biển thập phương Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam Mô Ấn Tra Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Đô Đế Tu Ca Bát Ra Dạ Bồ Đề. Tạng Đỗ Bà Dạ Ma Ha. Tạng Đỗ Bà Dạ Ma Ca Đô Ni Ca Dạ. Tát Văn Ra Phật Về Số Đắc Na Đắc Tò. Nam Mô Tát Kiết Lần Đợi Mong A Di Đà Bà Đô Đế Tu Ca Phật Ra Đăng Đà Bà. Nam mô Na Răng A Di Đà Ma Bàn Đà Sa Mê Tát Bà Tha Đô Du Bàn A Thề Dừng Tát Bà Tất Đà Nam Ma Bà Già Ma Vàng Đàn Đò Đế Điệt Tăng Bà Đồ Hề Đà Đế Ca Ra Đế Di A Đế Ma Bồ Đề Tát Đô Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Mê Đi Đà Dừng Cú Đô Đối Cung Mông Đồ Đô 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 Phát Sa Gia Đế Ma ya bát sa ya đê đa ra địa đi ni thất phật ra ya ya ra ma bát ma ra mục đề đề nghe nghe tất cả na hai sa tâm phật ra sa thời bát sa văn tâm phật ra sa rào rô rô ma rào rô rô thì ta ra tất đề tất đề tô rô bồ đề ya Bồ đề giam bồ đề giam bồ đề giai đề đi a na ra nga thị đề đi giấc ni na ba ya ma na ta ba tất đa ya ta ba ma tất đa ya ta ba thần đà du nghệ tất mạng ra ya tam ba na ra nga thị tam ba ma ra na ra tam ba tất ra tất mục thờ ya tam ba ma tất đa ya ta ba Dạ hiện ra tất cả đại ta ba ba đà ma y tất đại và ta ba ta ra nga đi bành đà ra và ta ba ma ba đờ thay ra và ta ba nam mô an ra đắc na đa ra và và nam mô a di đà ba đô cứ đê tất cả bàn ra và ta ba tất cả điện đồ mạng đa ra bát sa ya tam ba hán tất điện đô mạn đa ra bát sa ya tam ba hán tất điện đô mạn đa ra bát sa ya tam ba nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thường trụ tam bảo nam mô thập phương thượng trụ tam bảo cuối lạy đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phật con nay phát nguyện rộng
A Di Kinh Văn Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu cố tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề tâm một báo thân này sanh qua cõi cực lạc nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cái kinh kệ vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiên vàng kịp nán tao ngộ hành Ngà kim kiến văn đắc thọ trị nguyện dạy như lai chung thiệt ca nghĩa Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát ca Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát. Đại hỷ đại xá tế hàm thức thương hảo quang minh dị tự nghiêm đệ tử chỉ tâm quy mạng đệ chỉ tâm đảnh đệ nam mô Phật động Phật Thế tâm đảnh đề nam mô diệu thinh Phật tâm đảnh đề nam mô thánh thinh phật Để tâm đảnh đề nam mô tha la phật tấn phật tâm đảnh đề nam mô bảo thắng phật tâm đảnh đề nam mô ai kiếm tâm đảnh đề nam mô diện đảnh phật Để tâm đảnh đề nam mô tu di kiếp phật tâm đảnh đề nam mô nguyệt quang phật tâm đảnh
đề Nam Mô Nhật Quang Phật. Chị tâm đánh đề Nam Mô Pháp giới Phật. Chị tâm đánh đề Nam Mô Dược Thọ Vương Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Tinh Tú Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Giác Thượng Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Thọ Ký Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Ấy Tát Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Vô Úy Tát Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Hóa Bảo Chiên Đảng Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Nông Công Đức Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Đồ Xá Na Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Vô Cấu Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Vô Phiền Não Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Thiện Lai Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Kim Sắc Sắc Phật. Tâm đánh đề Nam Mô Tu Di Đà Đắng Phật. Yeah.
tâm đảnh đề nam mô khá lạc kiến quan Phật. Tâm đảnh đề nam mô năng tát quang Phật. Ê, tâm đảnh đề nam mô vô nhất thiết trược Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô nhiễm Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện tịnh Phật. Tâm đảnh đề nam mô giải thoát Phật. Tâm đảnh đề nam mô hoa thọ Phật. Tâm đảnh đề nam mô pháp tánh Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiện hổ thinh Phật. Tâm đảnh đề nam mô đắc ý Phật. Tâm đảnh đề nam mô đoạn ái Phật. Tâm đảnh đề nam mô nội ngoại Phật. Tâm đảnh đề nam mô phá tha luân Phật. Tâm đảnh đề nam mô thành tựu trạng Phật. Tâm đảnh đề nam mô phạm thinh Phật. Tâm đảnh đề nam mô
diệu thinh Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Thánh Thinh Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Diệu Đức Năng Tự Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Kim Cang Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Đại Thần Thông Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Vô Ngăn Quỷ Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Đi Bộ Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Ni Khiếp Nhược Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Động Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Lạc Giải Thoát Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Thành Tựu Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Nhị Túc Tôn Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Nhất Thiết Chủng Trí Phật. Chị tâm đảnh đề Nam Mô Tướng Trang Nghiêm Phật.
tâm đến đường tam mô bất khả đường ngôn Phật. Tâm đến đường tam mô bất ủy ngôn Phật. Thế tâm đảnh đề nam mô thường tương ứng ngôn Phật. Tâm đảnh đề nam mô phàm chúng tương ứng Phật. Tâm đảnh đề nam mô tam thập tam thiên chúng tương ứng Phật. Tâm đảnh đề nam mô tử kim sắc Phật. Tâm đảnh đề nam mô thường hỷ lạc Phật. Tâm đảnh đề nam mô xả kiếp Phật. Thế tâm đảnh đề nam mô ta đã hóa Phật. Tâm đảnh đề nam mô kim hóa Phật. Tâm đảnh đề nam mô cầu mau đầu tướng Phật. Tâm đảnh đề nam mô đảnh tướng Phật. Tâm đảnh đề nam mô nhất thiết thông trí Phật. Tâm đảnh đề tam mô bất khả tướng Phật. Tâm đảnh đề nam mô đắc nhất thiết pháp bi nạn Phật.
chánh đề nam mô thiện trụ Phật. Thiện tâm đảnh đề nam mô trang nghiêm tướng Phật. Thiện tâm đảnh đề nam mô diệu tịch Phật. Tâm đảnh đề nam mô xá phù la phấn tấn Phật. Tâm đảnh đề nam mô lạc nhật Phật. Tâm đảnh đề nam mô thanh tịnh chúng sanh Phật. Tâm đảnh đề nam mô thường hướng Phật. Tâm đảnh đề nam mô tất cảnh đại bi Phật. Tâm đảnh đề nam mô thành tựu kiên Phật. Tâm đảnh đề nam mô thường vi tiểu Phật. Tâm đảnh đề nam mô đi trước Phật. Tâm đảnh đề nam mô ba thước công đức Phật. Tâm đảnh đề nam mô tùy thuận Phật. Tâm đảnh đề nam mô thắng tạng Phật. Tâm đảnh đề nam mô bát nhã tràng Phật. Tâm
Bảo bát nhã tất cảnh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Mạng Túc Ý Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Quan Thế Tự Tại Vương Phật. Chế tâm đảnh đề Nam Mô Đại Diệm Tụ Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thắng Công Đức Oai Đức Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Phạm Thắng Thiên Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nội Bảo Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Tam Bồ Đề Tràng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thắng Đăng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta Đa Vương Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Chiếu Ám Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Vô Úy Quán Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. Xin đem nhân duyên công đức đề Phật này nguyện ơn trên tam bảo chữ thiên long thần hộ pháp thủy từ chứng minh gia hộ. Cúi xin các ban ngành các cấp cùng chư quan chức hữu trách
từ bi xót thương, cứu xét giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới, ngôi Tam Bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thự à. Chiêu Viên Ngộ Quân Giải Không Đồ Như Cái Tiếp Cò Ích Ta Đừ Lữ Sắc Cả Bất Cái Gì Không Không Bất Gì Sắc Cả Sắc Cả Tức Cái Thì Không Không Tức Cái Thì Sắc Cả Thọ Tương Anh Tức Cái Gì Không Như Thấy Xa Thừa Từ Thị Chư Pháp Công Tướng Bất Sanh Bất Cái Diệt Bỏ Có Bất Tình Bất Tăng Bất Cái Nhật Thì Cổ Ông Trung Vô Sắc Cả Vô Thọ Tướng Hành Tức Vô Nhàn Dĩ Tí Thiệt Tân Ý Vô Sắc Cả Tính Hương Vì Sắc Cả Pháp Vô Nhàn Giờ Đại Chị Bởi tất cả giới vô vô minh là diệt vô vô minh thần đại trí vô đạo từ diệt vô đạo tự tận vô vô tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc vô Bồ Đề Tán Đại Bát Nhã Ba La Mật Đà Cố Tâm Vô Ái Ngài Vô Ái Ngài Cố Vô Hùng Vô Biển Đi Điện Đạo Mong Đường Cứu Cách Ni Các Bạn Thanh Thế Chư Phật Ý Bát Nhã Ba La Mật Ô Đắc A Nô Đà La Tâm Yêu Tâm Bồ Đề Ô Đi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đà Tu Di Thì Đại Minh A Vô Thị Vô Thượng Vô Thị Vô Đẳng Đẳng Vô Năng Trừ Nhất Thiết Cố Chân Thiệt Bậc Cư Ô Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Vô Thượng Thế Vô Biên Đề Ngã Đề Ba Đề Yên Đề Ba La Tâm Yêu Đề Bồ Đề Ta Ba Yên Đề Đề Ba La Yên Đề Ba la tăng hiện đề bồ đề tam ba hiện đề đề ba đai cái đề ba la tăng hiện đề bồ đề tam ba tiêu tai các thường tăng vô nam mô tam mang đa mô đà tam ma bát ca đề a đa sa ta đà đàm đa cái địa tăng cơ kề 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 ông mong nhập ba ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra bát ra nhập ba ra đề nhập sa đề nhập sa nhập đi đề Ta văn ra ta văn ra miếng đế ca tất cả đề về ta ba nằm bồ tát văn ra bồ đà đấm ma bát ra đề a đa sa ta nằm đấm đế biệt tha an khê 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 hồng hồng nhập phá ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra đề cho cái sa đề cho cái sa cho cái đi đề cho cái đi đề ta văn ra ta văn ra miếng đế ca về ta ba nằm bồ tát ma đa mô đà nằm ba bát ra đề a đa sa ta nằm nằm đa đề ta an thế 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 ông hồng nhập phá ra nhờ và ra bát ra nhập phá ra bát ra nhập phá ra đề đặt sa đề có sa có đi đề sa có đi đề ta vẫn ra ta vẫn ra biết đề ca tất cả đề ra ta ba tất cả các thờ điếu an định xin nguyện chư Phật thượng gia hộ nguyện ngày an định đêm an định để đêm ngày sau thờ
tất cả các thờ điệu an định xin nguyện tám bảo thượng gia hộ nguyện ngày an định đêm an định đêm ngày sáu thờ điệu an định tất cả các thờ điệu an định xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ nam mô tiểu tài giang kiết thường bồ tát ca nam mô tiểu tài giang kiết thường bồ tát ca nam mô tiểu tài giang kiết thường bồ tát ca đệ tử chúng đẳng thì thuận tu tập phổ hiền bồ tát thập chúng đại nguyện ngư ca dạ đệ kinh chư Phật nhị dạ xưng tán như lai tam dạ quán tu cũng dường từ dạ sám hối nghiệp chưa ngu dạ thì con đức đục dạ tính chuyện pháp đừng tất cả dạ tính là Phật để bác giả thượng thì Phật học cứu giả hành tuần chúng sanh thập giả phổ giai hồi hướng để Phật công đức thù tháng hành hờ vô biên tháng phước giai hồi hướng phổ nguyện phạm giữ chữ chúng sanh tốc bản vô đường quán Phật sát kê nguyện tiêu tám chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh điều vô nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế tường cảnh bố tất đạo nguyện sanh tây phương tình độ trung cựu phẩm liên hóa vi bồ mẫu và quá khai kiến Phật ngộ bố sanh bao ca thôi Bồ Tát vi ban đời nguyện dị thứ công đức phổ cập mưa nhất thiết đang giữ chúng sanh dài công thành Phật đạo tự quy Phật đường nguyện chúng sanh thế giới đại đạo Phật vô thượng tâm tự quy Phật đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như tự quy nghi tăng đường huyền chúng sanh hệ thống đi đại chúng nhất thiết bố ngài nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.